Nội một cái chuyện thế gian trưởng giả thôi mình làm được không? Không phải giàu có địa vị, mình thuộc dòng quý phái, có địa vị giàu có tuổi cao chưa đủ. Nếu mình có địa vị, mình giàu sang, dòng dõi tôn quý, tuổi cao mà không có hạnh, không thương người, không lễ nghĩa, không bao dung thì chưa đủ điều kiện để trở thành một cái danh từ gọi là thế gian trưởng giả như người xưa đã quy định. Quý vị hiểu ý là nói vậy đó. Cho nên nhìn vô ai giàu có mình gọi người đó trưởng giả, người đó mới có một phần của chữ trưởng giả thôi, rất nhỏ. Ví dụ như anh giàu có mà anh không biết lân mẫn tới người khác, anh có địa vị anh làm chủ mà anh không thương người làm, thì anh cũng chưa có đủ là một người chủ và đúng nghĩa. Như vậy thì quý vị thấy nội cái chữ trưởng giả thế gian là coi bộ cũng khó rồi. Vậy mà chúng ta có cái dạng thứ nhì là xuất thế gian trưởng giả, đó là chỉ cho Phật. Cho nên Phật là một người trưởng giả đó. Người trưởng giả này có công đức rất lớn. Còn cái thế gian trưởng giả mới có phước thôi, thiếu cái công. Cho nên hôm trước mình cũng thỉnh thoảng mình nói hoài đó, công đức khác với phước đức. Phước đức là mình tu, mình bố thí, mình làm lành đó mới có phước đức. Nhưng mà cái hạnh, cái cách mình cho người ta nữa thì mới cái công đức nó mới sanh. Cho nên người ta gọi hạnh đức, người đó có cái đức nhờ họ có cái hạnh lành, nhờ hạnh lành mà tăng trưởng cái đức, cho nên là hạnh đức. Và quý vị thấy người xưa Á Đông mình định một người nữ là phải có đầy đủ tam phần tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh à, phải có hạnh nữa. Cho nên người ta nói cái đẹp bên ngoài nó không bằng cái đẹp bên trong. Cái nết nó đánh nó chết cái đẹp. Cái đẹp không chưa đủ mà cái nết của mình. Mà cái nết là trong nhà đạo ta thường gọi là cái uy nghi. Trong luật định nghĩa thế nào gọi là oai nghi? Có oai khá sợ, có nghi khá kính. Đâu người ta đâu cần làm gì đâu, người ta cũng đi từng bước nhẹ nhàng khoan thai mà tự nhiên sao mình thấy mình làm được, có cái uy nghi. Cho nên gọi là thế gian trưởng giả, xuất thế gian trưởng giả. Còn cái dạng trưởng giả thứ ba là gì? Quán tâm trưởng giả. Quán tâm trưởng giả là sao? Tức là chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta quán chiếu mà chúng ta hàng phục cái tâm nhiễm ô chấp trước của mình. Người nào mà thấy được những cái sự việc trong đời mà chúng ta buông bỏ được cái chấp trước của ta, thì dù chúng ta nghèo tận cùng bằng số nhưng chúng ta là một trưởng giả. Bởi vì chúng ta có thể làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái chấp trước của mình, xả bỏ được những điều mà người thế gian khó xả. Vì vậy mà Phật Di Lặc mới được khen. Đức Phật Di Lặc được người ta khen lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng ngày to, ngày chứa tất cả, nhưng mà chứa những điều thế gian không thể chứa. Bụng ngày to, ngày chứa những điều thế gian mình không thể chứa. Còn lòng từ của ngài, ngài thường xả, mà xả những điều khó xả của thế gian. Cái câu ta ghi vậy đó: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian.
thôi bây giờ á, mình không phải là thế gian trưởng giả, mình cũng không dám, mình chưa là bậc gì xuất thế gian trưởng giả, nhưng chúng ta có khả năng làm gì? Quán tâm trưởng giả. Mình không có giàu có tiền của, nhưng chúng ta giàu có được sự buông bỏ, chúng ta giàu có được sự bao dung, chúng ta giàu có được cái sự ôm ấp. Cái đó ai cũng có hết, dư sức làm, vì không tốn tiền, không nhọc công nhọc sức. Cho nên người đời á, người ta trân trọng bảy thứ tài sản, đó là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mà người ta cho ra thì người ta hết. Còn người tu ta có bảy thứ tài sản gọi là thất thánh tài. Ở trong đó có tính, giới, văn, tàm, quý, xả, niệm, định. Chúng ta có tài sản đó, càng cho ra chúng ta càng giàu có. Người đời tiền của người ta cho ra ta vơi bớt, còn cái này chúng ta càng cho ra chúng ta càng giàu, bởi vì chúng ta có thất thánh tài. Còn thế gian thì có thất bảo. Cho nên trong kinh Di Đà nói đó, ao thất bảo đó, nhớ không? Ao thất bảo ngõa nguê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi. Thì cái ao thất bảo là tượng trưng cho thất thánh tài đó. Quý vị có nhớ trong kinh Di Đà nói ao thất bảo không? Ao thất bảo là tượng trưng cho ao thất thánh tài, xài hoài không hết. Chơi cái giàu có của chúng ta, mà trong cái phẩm vừa rồi chúng ta học có sống lâu với giàu có đó, nhớ không? Sống lâu là gì? Sống lâu là lòng từ mình nó luôn luôn nó tràn ngập với mình. Còn chúng ta giàu có là giàu có cái lục độ đó, đó là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Chúng ta có lục độ giàu có. Thí dụ nói chuyện bố thí thôi, nói tôi không có tiền bố thí, đâu có sao, bố thí nụ cười. Mình không có tiền mình cho người ta, mình tặng cho ta nụ cười, mình bố thí lời nói ái ngữ, làm gì cũng được. Đâu phải là đợi có tiền của mới được cho đâu, tại vì cho nó có ba cách cho, ba loại để có thể cho được, đó là tài thí, pháp thí, vô úy thí. Người ta không dám đi vô chùa ta tu 10 ngày, tại ta sợ ta tu không nổi. Mình lo cho người ta cái không sợ liền. Mình nói là sao? Không sao, cứ vô đi, có tôi giúp cho chị. Thì có tôi đây mà ai hiếp chị nói tôi. Không phải, có tôi đây có nghĩa là tôi sẽ giúp đỡ cho chị. Đây nè, cái người ta mới vô, ta không biết bắt cái ấn, ta cúng dường nè. Mình ngồi kế bên mình nói, lát nữa bắt ngày ngày gõ cái tay cái bếp mấy lần rồi không biết nữa, chỉ mấy lần rồi không biết nữa. Mình cho người ta sự nhẹ nhàng mà người ta không có sợ hãi. Tại mới đi vô tu rồi mình hù muốn chết luôn. Chị biết không, chị vô trong đó ở rừng ở rú mũi quanh năm à, buổi sáng thì lạnh, buổi tối thì lạnh, tối là đói meo không được ăn, ví dụ vậy đó. Tức là mình nói cho người ta sợ và người ta thối lui. Mình phải khuyến khích người ta, dù người ta chỉ tu một ngày, hai ngày cũng khuyến khích. Đó là cho người ta sự không sợ hãi. Bố vô ý thí mà, vô ý thí. Rồi bây giờ người kia lỡ làm cái đó sai, mình lợi mình nhẹ lời mình nói, thì tự nhiên người ta thấy, người ta vô đây mà người ta có được những người đồng tu biết nâng đỡ, ta không có sợ sệt gì nữa hết. Mình lập phe lập nhóm mà để tu là tốt. Quý vị thấy không, Phật cũng có phe chứ bộ. Hễ mà nói Tây Phương Tam Thánh thì ai cũng biết là bộ ba Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Và nói Dược Sư Tam Thánh, ai cũng biết bộ ba Dược Sư, Nhật Quang với Nguyệt Quang. Người ta nói Ta Bà Tam Thánh thì ai cũng biết là Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền.
Ta Bà Tam Thánh có khi còn gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Thế tu cũng có phe, nhưng mà phe này đưa mình đi lên, chứ không phải phe đừng chơi bà đó. Đừng tới gần anh kia, không phải. Cho nên mình á, kết thì cũng được, nhưng mà mình kết bạn chứ không phải kết phe, kết phái, kết bè. À, rồi không khéo là thầy gì kết oan gia, kết nghiệp chứ. Vì vậy mà cái trưởng giả thứ ba mình làm được đó là quán tâm trưởng giả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình thấy một đồng tu nào đó bỏ quên cái đồng hồ ở trong nhà vệ sinh, thì cái niệm thứ nhất mình khởi lên là định lấy cái đồng hồ đó. Thì cái niệm thứ nhì mình nói, ủa, cái này là cái xấu, mình tu mà, mình dù Phật tử năm giới còn không làm, chứ đừng nói hôm nay là mình đã xuất gia gieo duyên cầu tới 10 giới. Thấy cái tâm tham của mình nó khởi lên một cái thì mình xả cái tâm nó liền, nhặt cái đó đưa lên cho thầy trụ trì hay các vị quản chúng, hoặc là cái khu vực đó mình biết hỏi ai. Cái đó gọi là gì? Quán gì? Quán tâm. Thì mình có nghèo thật, nhưng mình không nghèo cái sự quán chiếu thấy rõ tâm của mình. Cái đó gọi là quán tâm trưởng giả. Quý vị làm được phải không? Ai cũng làm được. Thế gian trưởng giả thì mình cũng có mà không nhiều. Của cải thì mình cũng có, địa vị có thể mình cũng có, mình cũng thuộc dòng dõi tôn quý Nguyễn Phước gì đó, hay là công tằng công nữ gì đó, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì trong kinh luận gọi là trưởng giả thập đức, 10 cái đức của một trưởng giả thật nghĩa của thế gian, ngoài cái chuyện dòng dõi tôn quý, giàu có, địa vị, tuổi cao, có nhiều người tuổi cao cũng xưng trưởng giả nữa, chưa đủ. Và trong đó phải có hạnh đẹp, trong đó phải biết lễ nghĩa, bao dung thương người. Giống như Hoa Hòa kể đại chúng nghe, cái ông mà ổng ở trong cái cuốn gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân, có kể lại cái anh chàng tên là A Lưu. Cái anh này anh khờ dữ lắm. Ông chủ biểu đi vô trong rừng chặt cái cây về để sửa cái chân ghế. Ảnh đi nguyên ngày, ảnh về tay không. Ông chủ hỏi sao rồi, trong rừng quá trời cây mà không chặt. Nói dạ trong rừng cây nào cũng chỉa trên trời, còn cái ghế cái chân nó chỉa xuống đất, sao con chặt. Tức là cảnh lại vì cái chân ghế nó chỉa đất này, mà cây thì trên trời mọc ngược trời không, không chặt. Bữa nọ ông chủ đi vắng, dặn ở nhà ngươi coi chừng cửa nẻo nghe không. Ở hàng xóm có đá gà, ảnh là anh lấy cái vít anh tháo cửa anh cầm theo, về tới nhà sạch trơn hết trơn. Ăn trộm vô, ông chủ hỏi ta dặn ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo, tại sao ngươi đi để cho mất hết nó, thì cửa nẻo còn nguyên đây nè. Vì ông dặn tôi giữ gìn cửa nẻo nè, thì bây giờ cái cửa còn đây chứ la gì. Nói sao tôi làm vậy mà. Vậy mà ông chủ, ông trưởng giả này vẫn không có thối chí nản lòng. Một ngày nọ, ông trưởng giả đang ngồi vẽ cái hình. Anh này đứng chắp tay sau lưng coi coi. Ông trưởng giả thách đố, ngươi biết làm không? Dễ ợt. Đâu ngươi làm cho ta coi. Ảnh lấy cây cọ, ảnh vẽ có mấy bút mà ra một bức tranh tuyệt vời. Ông chủ thấy được cái tài năng của người làm này, lâu nay mình dụng không đúng, cho nên giúp đỡ cho anh, và sau này trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng. Thì kết luận câu chuyện đó, người ta nói mấy người có được tấm lòng như ông chủ của A Lưu, có phải không? Ở trong chúng cũng thế. Có nhiều khi có nhiều người có cái tài, nhưng mà bên cạnh cái tài á, nó cũng kèm theo